đến với Bình Nguyên vô tận. Hello, xin chào anh em đã quay trở lại video của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi Guren nha anh em ơi. Nhưng mà mình sẽ làm về một cái bu đồ nó khá là mới mẻ dành cho anh em. Thì hôm nay mình sẽ quyết định chơi Guren lên full tốc độ đánh nha anh em ơi. Nhưng mà nói gọi về full tốc độ đánh thì cũng không đúng mấy anh em. Mình chỉ lên khoảng tầm 1 món, 2 món, 3 món, 3 món anh em. Đó, 3 món tốc độ đánh. Mà 3 món này phải nói rằng nó rất là mạnh anh em. Anh em nào mà muốn biết được rằng nó mạnh như thế nào á, anh em nhớ đón xem hết video này nha anh em ơi. Bởi vì mình đã thật sự cảm thấy được cái bu đồ này có khả năng lực kẹo rất là cao nha anh em. Đặc biệt về cái phương diện để trụ nha anh em. Thì theo như anh em đã được biết á, là Guren chúng ta, ủa cái gì vậy? Sao lại cấp 1? Ôi trời ơi, ông điêu thuyền này ổng không phải sợ bọt anh em ơi. Ông nội này ổng đi lướt ngang qua mình không để ý, mình trừng phạt mình ăn con bùa. Rốt cuộc ổng vẫn hết được kinh nghiệm anh em. Trời ơi, thì cái nhỏ dữ vậy. Sao giờ gần đây mình cảm thấy mình rất là đen luôn anh em ơi. Thôi xong, điêu thuyền lại sách đao, lại chiến công đầu thuộc về bên kia nữa rồi. Thôi không sao anh em ơi, mình ra mình thích một cây quay lính này là bảo đảm là cấp mình sẽ trở về như cũ thôi anh em ơi. Thậm chí là còn hơn cấp nữa chứ. Thì phải nói rằng là cái bộ đồ này nó rất là mạnh ở cái phương diện để trụ. Thì anh em muốn biết nó mạnh như thế nào thì anh em chỉ cần đón xem hết video này. Và anh em hãy bay vào, anh em áp dụng và thực hiện ngay cho mình nha anh em ơi. Ê, đi rắc ơi, vừa phải thôi nha ông. Đồng đội mình đâu? Lên, lên xử nó cho tôi. Ok anh em ơi, chạy đâu nữa bạn ơi. Bỏ cái màn xuống đi bạn. Bỏ cái quần xuống. Ê, kẹo nữa. Thế là một mạng trả lại về cho điêu thuyền. Thì pha này mình sẽ canh mình bắt thằng Theonat trước. Nhưng mà mình định lướt không qua tường rồi anh em ơi. Trời ơi, thằng Magangan này làm chậm thế. Thôi xong rồi anh em ơi, pha này không biết có giết được hay không. Mình hy vọng là giết được nha. Ok, ngon anh em ơi. Thì pha này rất là may sao thì mình vẫn giết được thằng Theonat trước khi mình chết. Thật sự là thằng Magangan mình không thể tin được là bên kia nó bích thằng Magangan lại đi xe bỏ anh em. Trời ơi, bích hai con pháp sư. Mà chưa kể bích con Magangan mà nó còn làm chậm nữa chứ. Ôi trời ơi, ai đây ơi, chịu vấn kìa. Ông ngồi đây không nhìn thấy map hay sao ta? Rồi thêm bà đi xuồng luôn anh em ơi, đi luôn. Trời ơi, thằng chịu vẫn ăn hai mạng rồi anh em ơi. Ê, đừng để nó xanh nha bạn ơi. Thì theo như anh em đã được biết rồi á, chịu vấn á mà nó mà xanh lên, nó lên full tăng. Anh em đánh nó tới mai mới chết luôn anh em ơi, nó rất là trâu. Nếu như á mà bên em có những con tướng mà khắc chế tăng như là con 2T, mà 2T thì em biết rồi á, nếu như mà muốn được chơi mà được thở trong game á thì bèo lắm phải tới phút thứ 11, 12 may ra 2T có đồ mấy game mới chơi nổi anh em ơi. Những cái phút này thì thực sự là đam rất là yếu nha anh em. Cho mình xin mạng của Tara nào. Ok, ngon anh em ơi. Thế là mạng thứ hai dành cho mình. Rất là may sao thì hoa này ông Yudu cũng thuộc dạng là đam cũng không có nhiều nè. Đó, nên cái mạng dành cho mình nha. Đi rác ơi, bỏ mạng xuống bạn ơi, chạy đâu nữa. Chạy hả mày, rồi. Dính luôn cái đóng băng đỉnh từ phiêu xuồng. Và thế là cái mạng này của mình anh em ơi. 3-1 dành cho mình. Quay lại chơi không đây, chơi luôn nè anh em. Đúng rồi, chơi luôn rồi, xong luôn. Pha này mình chơi ngu rồi anh em ơi. Cái này người ta gọi là chơi ngu lấy số nha anh em. Phải nói rằng quá đen, nhưng mà không sao anh em ơi. Tuy là hai mạng mà đổi một mạng thì có vẻ khá lỗi, nhưng mà AD mình lại được hai bùa. Thì nói chung thì cũng không sao hết nha anh em. Đầu game thì anh em có thể phích, nhưng mà anh em phích ở mức độ vừa phải. Chứ mà anh em cấm đầu cấm cổ mà phích cho bên kia chuyên một con tướng thì phải nói rằng là giữa game anh em thật sự rất là khổ luôn anh em ơi. Mình đã trải qua cái cảm giác rồi anh em ơi. Thì qua một ngày lễ không biết rằng là anh em đã chơi được bao nhiêu trận rồi. Đó, thì anh em làm những gì vào ngày lễ? Riêng của bản thân mình thì đi chơi chút xíu anh em và làm clip. Thì hiện tại là mình nghe đâu ra phong phanh anh em là ngày không phải là phong phanh nữa anh em ơi, chắc chắn nha. Thì ngày 4 tháng 5 và ngày 5 tháng 5 thì gà ráng từ từ nè. Trời ơi, bổ gì sớm vậy ba, bình tĩnh nào ông này, tính nóng anh em ơi, gặp mình là bổ liền luôn kìa. Thì ngày 4 và ngày 5 là sẽ có cúp nha anh em ơi. Đó, thì có cúp vào lúc 8 giờ đến 10 giờ 30. Thì anh em nào mà muốn lấy cúp và hiện tại mà chưa có cúp á thì anh em nhớ inbox số Zalo mình để trong phần video nha anh em ơi. Đó, thì anh em inbox cho mình trước khoảng 1 ngày 2 ngày thì tới cái ngày hôm đó mình sẽ cày cúp cho anh em nha. Anh em cứ yên tâm đi. Nếu như á mình cày mà thua, mình sẽ chuyển khoản ngược lại cho anh em. Đó. Còn nếu như mình mà cày thắng thì thôi không sao hết anh em. Đây coi như là cái là mình sẽ được. Thì cúp mình chỉ lấy cho anh em khoảng một cúp là 100k thôi nha anh em ơi. Đó, anh em cứ liên hệ mình trước nha. Mình chỉ nhận khoảng 2 kèo thôi nha anh em ơi. Đó, tại vì chỉ nhận 2 kèo được thôi anh em. Tại vì có 2 tiếng gửi đến cúp à. Nếu như mà anh em đánh mà kiểu như nó quá thì lại không kịp đâu anh em ơi. Đó, nói chung thì mình chỉ nhận 2 kèo thôi nha. Ôi trời, chuối kìa, ngon chưa thiệt.
thôi, nhưng mà pha này không thể nào, từ từ anh em quay lại nha. Pha này là mình định bỏ Giroud rồi, nhưng mà thuộc dạng là không thể bỏ được anh em. Thấy người ta chết mà anh em chạy, nó kỳ lắm anh em ơi. Nhưng mà pha này lại không cứu được. Thiệt sự team mình đầu game bị ép rất là nhiều luôn anh em ơi. Team mình hiện tại là mình nghĩ nên farm nha. Chứ bu đồ này của mình là mình chơi bu đồ troll chỗ này là có khi là bị thua ngược anh em ơi. Nhưng mà không sao, vì cái clip, vì cái content của mình đó, mình sẽ hy sinh tất cả luôn anh em ơi. Thắng thua gì mình không quan trọng nữa, cứ miễn sao lên đúng cái content mình đặt ra là được anh em. Lụm luôn nè, đúng rồi, bắt luôn. Thằng này nó trâu vậy, trời ơi, thằng mình ra nó trâu anh em ơi, từ từ nha, bình tĩnh. Thằng theo nó bắn mình là mình chết rồi anh em ơi. Mà rất là may sao thì nó bắn thằng Arum hên quá chứ nó bắn mình, coi như là mình ngủm rồi anh em ơi. Ôi trời ơi, lại nữa à. Thôi xong, thôi, thôi. Ê, lui nha bạn ơi, lui nha bạn ơi, bình tĩnh nha. Team bạn định băng trụ à, trời ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Pha này thật sự là bên mình mít đang đẩy anh chị ơi. Bây giờ chơi liền luôn anh em. Thứ nhất là có lợi thế không thôi, thua nè, chơi luôn nè, đấy. Rồi lắm anh em ơi. Thế là có một mạng đến từ của theo anh hát. Và tiếp theo, thằng mình ra nó phải bỏ quần nó xuống tại đây anh em ơi. Nhưng mà nó không bỏ được anh em, tại vì nó chạy quá nhanh. Và kèm theo đó là cái tóc biến nha. Và team mình đã lấy được một cái trụ ở đường mít. Và cũng đánh đổi một mạng đến từ điêu xuồng anh em ơi. Nhưng mà không sao, mình sẽ gỡ lại cho team mình là một con rồng nha. Con rồng này nó ăn rất là có lợi anh em. Nó lợi hơn Sisa rất là nhiều luôn nha. Thì ba món mà mình lên tốc đánh như sau thì mình sẽ đọc cho anh em nha. Thì món đầu tiên thì mình sẽ lên là kiếm kỳ hồn anh em. Món thứ hai là giày du mục. Đó anh em thấy không? Khi mà anh em nghe đến cái giày du mục thì anh em đã thấy đó là có một chút xíu tốc độ đánh nữa. Món thứ ba mình lên là thánh kiếm anh em. Tuy là có tốc độ đánh nhưng mà chúng ta phải cần có cái lượng đam anh em, nó mới mạnh. Đó, có thánh kiếm. Anh em lấy cho mình thánh kiếm nha. Món thứ tư là song đa bảo táp. Món thứ năm là vũ khôn tàng. Món cuối cùng là 5 2 9 nha anh em ơi. Đấy, phải nói rằng là rất là đều. Vũ khôn tàng thì nó cho anh em gì? Nó sát thương chi mạng nè, nó tốc độ đánh nè, cộng thêm một chút xíu đam. Và song đa bảo táp nó cũng như vậy thôi anh em. Nhưng mà mình lên hai cái này á thì tốc độ đánh nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều nha anh em ơi. Đây nè, bắt nè. Ôi trời ơi, tí nữa thôi là lụm được cái mạng của mình đánh ra rồi anh em ơi. Có vẻ như là dạo gần đây thì mình cái khả năng cái S của mình nó bị giảm sút đi nha. Nên không thể nào ăn được cái mạng của mình ra nha. Khá là nhỏ đấy chứ. Nếu như mà ăn được mạng của mình ra nữa thì phải nói rằng là rất là ngon luôn em ơi. Thì cái mạng đó nếu như mà anh em ăn thì vàng rất là nhiều. Thì anh em mà muốn lên đồ á, mà anh em mà có đồ lẻ thì anh em phải cần farm. Và anh em cần có vàng mình nha. Ôi, bạn không ra, không ra thì mình lấy trụ. Ôi trời ơi, ông theo nát này đánh cũng kỳ lắm anh em ơi. Pha này mình giết tới nơi rồi mà ông vẫn đi được vào trụ tài thiệt. Lý ra là phải nên đi xuống để chia anh em, đếp trụ mà. Mà ông nội này tỉnh nha anh em ơi. Họ tính ra là bên bạn là AD đánh rất là tỉnh táo á. Đây nè anh em ơi, bắt luôn nè, có tỉnh tới mấy thì cũng bắt lắm. Trời 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 trời. Thôi rồi, chơi ngu anh em ơi. Phải nói thằng là một pha chơi ngu lấy số đến từ mình. Và thế là mình phải bỏ cái mạng nằm xuống. Và con theo Anat nó lại lụm cái mạng của mình anh em ơi. Trời ơi nhỏ anh em ơi, pha đó là mình bị thằng đi rắc nó đuổi. Mình không tin được rằng là thằng đi rắc nó đánh mà nó đứng gần ở thằng theo cỡ đó luôn anh em ơi. Nó đuổi mà. Không sao anh em ơi, mình chắc đây nha. Rồi, hay quá. Mời Ganga tem bạn đi một pha quá lỗi. Ủa gì kỳ vậy, từ từ. Sao tem mình đánh mà sao thấy tem mình nó như là nó bị thua thiệt ta. Ủa tem mình bị thua thiệt anh em ơi. Giao tranh thì mình thấy thằng Triệu Vân nó lùa một phát lùa hai ông luôn anh em. Mà bên kia thì thằng Theo và thằng Mít thì nó lại còn sống nguyên ru luôn. Trời, thì cái kiểu này mà giao tranh tổng thì khả năng cao á là team mình có khi là thua nha anh em. Trời hay. Ui pha này chắc ông Giroud trưởng dính ông Theo nè. Ông Theo như không có tóc biến anh em ơi. Cái tại vì cái pha mà ở trên cái hang mà trên kia lúc mình dí á là ông không có tóc biến nha. Ông đi bộ chứng tỏ không có tóc biến đâu anh em ơi. Mà mình nghĩ bây giờ ông bị giết cái mạng này á thì tóc biến ông có khi ông hồi á. Đây nè, lụm lính nào đó anh em thấy không? Bây giờ mình sẽ đánh tóc đánh cho em coi nha. Nè anh em nhìn nào. Đó, đấy, đấy anh em ơi, đấy. Phải nói rằng là tóc đánh rất là nhanh anh em. Cái này á, tí nữa mình sẽ cho thêm địch bất ngờ một pha đẩy trụ đến từ mình. Phải nói rằng là con Willian này á, thường thường á nhiều anh em sẽ nghĩ Willian lên đam lấy đâu ra mà tóc đồ đánh. Thầy team ơi, team mình trội quét sập anh em ơi, mình lao vô nha anh em ơi. Khô máu nè, lấy một mạng hai mạng anh em ơi, ngon. Trời ơi, ba mạng nè anh em. Có khi qua đặc kêu nè, lụm mày mày á mày. Ủa? Trời ơi, thằng đi rắc nó lại đuổi nữa rồi anh em, thiệt chứ cay thế. Thiệt, ông nội đi rắc này thiệt chứ, mình cay lắm rồi anh em ơi. Thiệt sự mình chưa gặp thằng nào mà khó chịu cái thằng này luôn á.
Tại vì trước khi mà mình gặp đi rắc á, trước đó mình đã gặp rất nhiều ông đánh rắc rồi anh em. Đánh cũng rất là khó chịu. Nhưng mà cha này khó chịu quá anh em ơi. Khó chịu vừa thấy ông ơi. Phải nói rằng là nãy giờ mình để ý nha, cứ mỗi lần mình định giết nó hay là mình giết thằng AD anh em, là có mặt nó rồi đó. Nó cứ đuổi anh em ơi. Rất là khó chịu. Thiệt sự là dùng chiêu rất là không có thoải mái nha anh em. Ui Tem ơi, lui một nhịp Tem ơi. Và anh em thấy không? Trời ơi, tóc đánh kìa Tem ơi, đã chưa? Đó anh em thấy không? Trời ơi, đánh kìa. Vừa có tóc đánh mà vừa có chí mạng anh em. Anh em mà không lên cái bộ đồ này thì thật sự là khá là phí nha. Thiệt, anh em nào mà cảm thấy trận đấu mà Tem anh em thiếu về cái khả năng để trụ á, anh em nên lên bộ đồ này cho mình nha. Vì Tem mình hiện tại cũng đang rất là thiếu khả năng để trụ anh em. Hai tay rất là ngắn, lấy cái gì đâu mà để trụ. Đó nên mình mới là người gọi là sẵn thuộc dạng là vừa lúc vừa hay, mình đang test content. Đó nên mình vào mình áp dụng liền cho anh em coi luôn. Đó, thứ nhất là Tem không có khả năng để trụ thì làm cách nào mà để đẩy trụ được và win được. Thì đã có mình rồi anh em. Tuy là mình tay ngắn nhưng mà đổi lại cái là tóc đánh mình rất là nhanh nha anh em ơi. Nhanh cái thì còn hơn cả AD nữa chứ. Ê đây nè, AD ngáo ngon anh em ơi. Trời, pha này đi rắc nó không đuổi anh em ơi. Nó mà đuổi nó có khi coi như là mình đi vậy á. Nhưng mà rất là may sao á, pha này á là thằng AD nó kiểu như là khờ anh em. Đó, tuy ông đi lên anh em, ông mà đi lui là có khi là mình bị hết khả năng tàn hình. Thì đã chạy được rồi, đằng này lại đi lên trước mặt mình. Ông này coi thường mình quá rồi em ơi. Thì chắc series mà leo top lên tập 2 thì khoảng ngày mai mình sẽ ra cho anh em nha anh em ơi. Thì hôm nay thì thật sự là mình không ra kịp anh em. Đó, mình ra video content này trước cho anh em coi trước nha anh em ơi. Thì anh em coi theo mình thấy hay á, đừng quên với mình một nút đăng ký kênh cũng như là một nút like nha anh em ơi. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều. Trời ơi, châu chưa? Trời ơi, thì chứ châu, nhưng mà mình anh em thấy không? Mình đánh rất là đau anh em. Chưa kể là tóc đánh nha. Mà anh em có thêm cho mình là sát thương chí mạng nữa đúng không? Tuy là đánh thường nào nhưng mà vẫn có chí mạng. Tại vì do cái nội tại của Len anh em, là khi mà anh em đứng sau lưng đánh 100% là chí mạng nha anh em ơi. Kể cả quái, kể cả tướng, kể cả lính nữa nha. Ôi trời, thằng Triệu Vân nè. Trời ông đây, binh là cái nè, vô nè ông ơi. Đúng rồi đấy. Trời hay, phải nói rằng là pha này AD rất hiểu ý nè. Mình đứng á, mình giữ một nhịp, mình binh thêm cái cần hỗ trợ. Ông thấy cái ông vào liền luôn anh em ơi. Thật sự là ông AD này thì chơi cũng ok nha ông ơi. 10 điểm anh em ơi. Đâu rồi, Tem địch đâu rồi? Ra đây nào, Tem mình muốn win lắm rồi anh em ơi. Thật sự là không nên ngay nha, tại vì thằng D-Rack á, khi mà nó về cuối game, nó thủ trụ rất là ghê nha. Em nhìn nè, đấy, em thấy không? Trời, mình lấy trụ nè. Ôi trời ơi, ủa? Trời ơi, thiệt chứ sao thằng ta. Trời ơi, thằng ta ra nó nhảy vô anh em ơi, mình đánh thường nó hàng gì. Tự nhiên chủ bắn mình là lẳng xẹt luôn anh em. Đúng rồi, không sao anh em ơi, tuy là mình chết nhưng mà Tem mình đã lấy được hai cái trụ và hai cái đường lính siêu cấp. Thiệt sự là đã nâng lên tỷ lệ thắng Tem mình là 10% rồi anh em ơi. Nói rằng là quá đã, lui lui Tem ơi, đừng. Thằng Triệu Vân nó bổ vô một cái coi như là lúa đầu luôn anh em. Thì hiện tại á, mà anh em nào mà muốn đánh cúp á thì anh em nhớ liên hệ trước mình nha anh em ơi. Đó, mình chỉ nhận đúng hai kèo thôi nha, là đánh ngày thứ bảy và ngày chủ nhật nha anh em. Đó, thì anh em cứ liên hệ mình nha anh em ơi. Thì số điện thoại là số Zalo mình để trong phần video này nè, anh em cứ liên hệ đi. Mình lấy một cúp là 100k nha anh em. Lui. Ngoài ra thì mình còn cày sao, kể cả là cày chiến lực nha anh em. Đó, thì anh em nào mà muốn cày chiến lực về Willian á thì anh em cũng liên hệ với mình. Và anh em nào mà muốn cày sao từ mức ranh gì lên cao thủ á thì anh em cũng liên hệ mình luôn nha anh em ơi. Thì cái số Zalo mình ghi trong đây á là số duy nhất mình dùng nha. Còn ngoài những số khác thì mình không hề dùng nha anh em ơi. Bình thường á bạn ơi. Đánh thường cái AD chết luôn rồi anh em. Tuy là cái sát thương á nó không có giống như là cái bộ đồ chuẩn của mình làm cho anh em coi là sốc một phát chết luôn. Cái này á nó được một cái lợi là đánh thường nó rất là đã mắt anh em. Chỉ là anh em đánh thường quá nhanh và anh em đánh thường đam rất là to. Đó, khiến cho thằng AD nó ngủm luôn mà anh em. Pha này mình nghĩ là Tem mình nên lui để ăn Sisa nha. Tại vì thật sự là không lui thì khả năng cao là Tem bạn nó ù ra có gì chết đấy. Lui mấy ông ơi, ăn Sisa này á. Tem mình không thích ăn à, là thích ép lấy cái trụ 3. Ôi hình như là Tem mình muốn lấy cái trụ Link cấp 3 rồi em ơi. Ok, muốn lấy thì ok, mình lấy luôn anh em ơi. Lên luôn sợ gì. Chơi nè bạn ơi. Đây nè, đánh luôn nè. Đập luôn. Thôi lui anh em ơi, mình thấy Tem mình bắt đầu thấp máu kìa. Nhưng mà có vẻ Tem mình vẫn không bỏ cuộc anh em. Ok, không bỏ cuộc. Và thế là điêu xuồng đã nằm xuống. Và thế là Tem mình cắm cổ, cắm đầu chạy điên luôn anh em ơi. Ê, chị Vân ơi, bình tĩnh nè bạn ơi. Đừng có bỏ tim mình bạn ơi. Tha mình đi. Hình quá anh em ơi, rất là may sao thằng Triệu Vân nó bỏ mình nha. Chứ mà dí nữa nó bỏ một cái thôi mình ngụm đấy. Ủa về đi mấy ông ơi, đây nè, lướt tiền lên em ơi. Pha này mình sẽ nhắm thằng AD trước nha, bắt thằng AD trước nè.
giá nào bắt ngựa đây. Ok, lướt anti chạy, nhưng mà pha này mình không chạy anh em. Quay trở lại sóc đam thằng đi rắc. Trời số lát vậy, ô lát anh em ơi. Ô trời ơi, thì trời ơi thì tí nữa chết đi rắc thật kìa. Sau một pha cấm bắt nảy lửa, kèm theo đó là quyết liệt, thì team mình đã ngụm hết anh em, và còn duy nhất là rơm sống. Và bây giờ mình đã có mặt ở đây và hồi sinh. Thì rất là may thì team địch vẫn chưa lấy được cái trụ mít của team mình nha anh em. Thật sự là thiên về cái hướng mà giữ trụ thì mình thấy team mình nó khỏe hơn rất là nhiều luôn ấy chứ. Và đó là quá đã anh em ơi. Ê chị Vân kia, rồi xong rồi nó bổ dính vô thằng kia rồi anh em ơi. Nhưng mà không sao, dính cái thằng kia thì mình không quan tâm nha. Mình sẽ lướt đi lên đây anh em ơi, đứng trình nha, bắt ở đây trước nha anh em ơi. Anh em cứ nhắm thằng đầy quốc mình đấy, đánh thường anh em. Trời ơi mình đánh thường rồi đủ chết rồi anh em thấy không. Phải nói rằng á, khi mà William lên này á, nó cũng có cái lợi mà cũng có cái hại. Cái hại là sao anh em? Cái hại là đôi lúc nó bị thiếu đam, tại vì nó không có lên level đồ chuẩn thì đam không có, đam không được to. Còn cái lợi của nó là đẩy trụ và đánh thường rất là lâu anh em. Anh em nhìn nha, trời ơi con lính mình đánh thường và nói rằng là không dùng skill luôn mà nó chết rất là lẹ anh em. Ôi trời ơi, pha này có ra đây bắt thằng gì ta, bệnh gam này kiểu đu ơi. Hình như là tụi nó ăn xì xa kìa, đúng y chang luôn anh em ơi. Ăn xì xa á, mình lên luôn anh em ơi. Pha này không lên luôn là có khi là mất xì xa nha. Mất xì xa thì khả năng cao bị thua ngựa anh em. Này bắt thằng bệnh ra chứ anh em, bắt thằng nhiều chuyện chứ nha anh em. Cái thằng đầu game mà khiến mình chết oan một mạng nè. Đây pha này lui anh em ơi. Trời ơi chịu vương hết Anna rồi còn lao ra đầu quýnh mình nữa kìa anh em ơi. Ông này không đường nhau ơi. À lính em ơi. Cái đường bó tay mình kìa, lính đang đẩy cao lên kìa. Rồi xong thế là team địch phải đi về đếp trụ thôi. Và thế ra con xì xa này được free anh em ơi. Kiểu gì chả được free. Mà trước khi free mình đã chết nha anh em. Đó, chết thì xem coi có ai nấp bụi không nha. Đấy. Và thế là xì xa thuộc về team mình. Mình chắc chắn anh em luôn là trận đấu này á, kiểu gì cũng win em. Tại vì team mình đang xì xa rồi. AD ơi đánh thường AD ơi. Trời ơi chưa đánh cái cuối mà. Đây bản đồ anh em ơi. Mày hả chịu Vân, mày hả mày, ngon. Lùm được cái mạng sách đao luôn kìa anh em ơi. Và thế là chắc chắn rồi anh em, team mình sẽ giành chiến thắng anh em thấy không. Bu đồ mình nha, lên đồ chuẩn là đồ chuẩn. Không bao giờ lên đồ gian với anh em nha. Đó, mình nói bu đồ sao thì mình sẽ lên đi chàng nè anh em ơi. Từ nãy giờ là không hề bán hết nha anh em. Nói chung thì có thua đi chăng nữa mình không bán nha. Rồi, và thế là team mình đã phá ba đường. Mình sẽ cho anh em coi để trụ nha anh em. Đó, anh em không. Trời ơi đánh thường rồi anh em ơi. Thì video mình đã kết thúc rồi nha anh em ơi. Thì nếu coi video thấy hay, đừng quên cho mình một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh và nhấn bật chuông thông báo lên đón xem video sớm nhất đến từ mình nha anh em ơi. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ngày mai nha. Và anh em muốn mình làm về video gì, về con gì, content gì, anh em nhớ comment xuống bên dưới nha anh em ơi.